Nhân dịp Giáng sinh, tôi có món quà tặng cho cái ông này. Bơm. Bơm. Dạ. Chúc mừng Giáng sinh anh em nha. Bơm 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 bơm. Cảm ơn anh em. Chào mừng anh em trở lại với Crab. Chào mừng anh em quay trở lại với con tàu Titanic của tôi. Thì sau bao ngày vắng bóng thì nói chung là chào mừng quay trở lại với cái nông trại thân thương này và một vài con ong. Thì sao tôi chả thấy con ong nào hết nha, vô lý vậy. Thì theo như tôi được biết là tôi sẽ tiến tới một cái gọi là một cái Caveran Town, một cái thị trấn. Một thị trấn gì đó thì tôi vẫn chưa biết anh em ạ. Anh em cứ từ từ nhé. Tới lúc con tàu Titanic của tôi sẽ có một cái gọi là cái bình chứa rồi anh em ạ. Như tôi gắn sai rồi anh em ạ. Từ từ đây. Đây là hợp lý. Tôi sẽ có một bình đây, biofuel. Ui, cũng nhiều phết đấy nha. Tôi sẽ có đường ống đầu tiên. Nó hơi lằn nhằn xíu mà cũng được, cũng ổn đi anh em. What the f***. Hết rồi. Chà. Tôi có nhiều mà yên tâm. Come on. Đủ rồi. Chuyển năng lượng. Phải tới luôn rồi anh em ạ. Wow. Cái thị trấn à. Ổn phết chứ nha. Cái mức nhiên liệu này sẽ luôn luôn đầy anh em. Cái này sẽ từ từ nó giảm xuống. Và tôi cần một vài thức ăn để khi mà lên đó tôi có để ăn nữa anh em ạ. Tới rồi đấy các con. Bình tĩnh thôi nha. Lớn thật sự. Con chim nữa anh em ạ. Có vẻ tôi sẽ quay cái này vô. Quay này lên đây. Đây. Stop. The next day. Đi thôi. What the có vẻ là con đó nó sẽ chơi tôi đấy anh em ạ. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, tôi đã có cái đường này rồi nên là tôi không cần leo lên nữa. Khá là tiện lợi. Ui, quay. Mày xạo, bố láo. Ai, sợ thật sợ. Ui, đây có gì. Ngon, nó tới nữa kìa. Để tôi chơi con này cái. Mày xạo, thả hộ tao cái luôn. Ơ, con gà nè anh em ạ. Chút nữa có lẽ là tôi sẽ bắt nó đấy. Anh em cứ yên tâm. Cái gì đây? Một mẫu nốt này, ngon. Chắc con kia nó sợ tôi quá rồi anh em ạ. Ở dưới đây sẽ có một vài thứ khá là ngon lành, cành đào. Đây có gì không? Ủa, có thức ăn rồi. Nhảy. Có vẻ là cái này là một cái bơm nước nè anh em ạ. Hoặc là bơm khí gì đó tôi không biết. Tôi thử đi xuống coi xem. Ủa, cái này lặn sâu thế. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần một bộ đồ lặn anh em ạ. Đợi tôi xíu nha. Mặc đồ bảo hộ và đi xuống coi. Come on. Yep, có vẻ là tôi sẽ đi xuống nhanh hơn và lâu hơn anh em ạ. Con quỷ đời bạn nó vẫn cứ bay bực thế. Chết. Ngon. Cũng được anh em ạ, cũng ổn đi. Nghe không có gì hết à. Có vẻ là dùng cụ lặn của tôi thì cũng không có hiệu quả cho mấy. Lẹ thôi nào, lẹ thôi. Này dẫn đến đâu nha. Sao tới dưới luôn anh em ạ. Hay là tôi lên, ngồi lên là tôi bơi xuống một lần luôn. Ôi, no. Holy moly, uống miếng nước, ngồi lên. Vai đạn chưa? Và tạm thời tôi đi làm cái khác. Tôi giết được con quạ rồi anh em ạ. Con gì đó, như là con đại bàng. Thôi kệ đi, nhưng nói chung là tôi giết được rồi đấy. Mối nguy hiểm cũng đã được loại bỏ. Giờ tôi chuyên tâm vô tôi khám phá cái vùng này có ra sao anh em ạ. Nó sẽ là một cái gì đó huyền quý vai. Engineer for sale, không sót lại một cái gì hết. Lắm. Hôm nay cũng chả có gì luôn, không có gì hết. Đó là không có gì được nha. Lên đây. Có lẽ tôi sẽ đi qua cái cầu này thử. Con heo. Heo này tuổi luôn thề. Không có gì đặc biệt hết anh em ạ. Sẽ đi lên cầu thang thử xem sao. Con lá cờ này. Có lẽ đây là một cái nghi lễ hả ta. Sitting hope. Gieo rắc hạt à, gieo rắc hy vọng. Cái gì đấy. Ô mà chúi. Một cái tờ giấy nốt này. Selling X1. Qua chỗ này nãy tôi đi lên đúng rồi. Tôi sẽ đi qua hướng này coi ra sao. Đây khá là nhiều dây. Ơi, bên kia có cái gọi là cái bờ anh em ạ. Này có thể đậu thuyền vô được này, ngon nha. Có vẻ ở đây là tầng là một cái nơi gọi có thể gọi là buôn bán đậu thuyền. Tôi nghĩ là như vậy. Không, ở đây cũng chả có gì hết. Cái nước ống nước này. Tôi nghi cái ống nước này có đồ lắm anh em ạ. Cứ lên thử xem. Ống nước đâu ta? Ống nước nó bắt ở đâu? Đây, bên đây. Thế à. Cái này sẽ quay xuống đây. Hợp lý giờ. Cái này nó sẽ đi một mạch xuống đây luôn anh em ạ. Một mạch vô cái giếng này à. Tôi sẽ lên tôi coi thử rồi. Ôi. Come on. Ôi. Ừ, được. Ấn nhiều lên. Săn lụm cái này luôn. Đúng không nha. Vai. Thiếu cái này anh em ạ. Vai chưa. Hèn chi nước nó không có vô. Nhiều lên rồi. Đấy. Chưa đủ luôn. What the f. Ê, đủ rồi đấy. Come on. Yep. Zip. Life bar. Tôi được một cái cái gọi là gì. Cái này gọi là kiểu như cái của cái xe đấy anh em ạ. Có vẻ là như vậy. What the hell. Tôi sẽ thử cho hát lại cái khúc này. Khúc đó đâu rồi. Ở đây à. Tôi sẽ bơi một mạch xuống luôn. Không, nói chung là không dừng chỗ nào hết.
Ê, nó dưới đây. Ok. Hình như trống này thôi anh em à, trống này thôi. Tôi sẽ lẹ lên, chúng mình phải tốc độ lên. Ê. Come on. Tôi biết chắc là có gì dưới đây mà. Đây là những giây phút bi kịch bắt đầu. Come on. I'm gonna die. No. Tôi phải đề phòng con cá mập á anh em. No. Yo. Tôi nhớ tôi có thể làm được mà, nhưng mà không anh em ạ. Sau khi mà lặn nước thì tôi tìm được cái metal detector. Có nghĩa là cái này tôi có thể tìm được vài đồ vật ở dưới nước anh em ạ. Ê, trên đất chứ. Hợp lý. Thì tôi sẽ chế tạo nó thử coi sao. Là tích welcome baby. Ổn rồi đấy. Tôi có thể xúc đất nó lên đúng không? Nhưng mà tôi phát hiện được ấy. Tôi có thể xúc nó lên chứ nhỉ. Có vẻ là tôi sẽ cần mấy dây điện này đây. Cứ nhặt đi anh em ạ. Tôi sẽ leo lên đây. Hành trình khá là gian nan. Lên, tôi sẽ đi đường này đi. Đường này có vẻ mới hơn đường bên kia. Đấy, lên. Ngon đi. Đây có gì? Có đồ vật à? Nó không có gì đặc biệt hết anh em à. Toàn là những đồ để lại thôi. Con này. Đây. Ngon, một cái dây nữa anh em à. Một cái quả nốt. Nốt khá là nhiều nha. Tôi sẽ đi lần qua. Tôi scan qua cái chỗ này. Đây có thức ăn mà tôi nhặt không được á. Cái thế mít nè. Ở đây có mít lừa tình nè. Tôi sẽ đi qua đây không? Có vẻ là qua đây thử anh em. Làm sao để qua? Tôi cần học một cái gì đó mà tôi có thể qua bên đó được. Giờ tôi mới biết tôi có skill thăng bằng trên dây luôn ấy. Được nha. Nhưng mà hình như là cái chỗ này là tôi qua rồi thì phải anh em ạ. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi qua rồi. Phải chưa? Cứ tưởng là mình hay. Nhưng không. Hello. Explosive powder. Nên tôi có khá là nhiều thuốc súng. Ê đâu, giết này đi chứ mới có thuốc súng chứ quên. Đây là cái chất nổ nè anh em ạ. Nên là tôi sẽ cho anh em coi nó sẽ như thế nào nhé. Chắc một chất là ok đủ rồi. Một cái thôi anh em ạ. Bay lên đi. Kỹ sư nào thiết kế ngu người thế nha. Ủa cái gì kia nha. Tôi sẽ xuống thử coi sao anh em à. Ở dưới đó hả? Rồi dưới đó thì từ từ để tôi đi ngủ cái ra. 6 hours later. Có thức ăn sáng vậy là ngủ dậy là có thức ăn liền luôn ấy. Vậy là bên đây đúng không? Tôi sẽ đi đường này cho nó lẹ anh em à. Ê được nè, vãi chưa. Đi đấy nha. Ok. Cái zip box nữa à. Cái này là gì? Firework. Cái này là bắn pháo hoa đấy anh em ạ. Nói chung là có gì mà tôi sẽ để trên bàn hết anh em ạ. Có vẻ là tôi cần phải sáng chế ra một cái zip line đúng không anh em? Tôi nghĩ là như vậy ấy. Làm sao mà tôi có thể qua được mấy chỗ này mà không có zip line chứ? Và tôi cũng đã có đủ được ba cái bộ phận của zip line rồi nên là let's hit it boy. What? Ê, sư bay, ngon. Qua được rồi. Hai con lợn, ba con lợn. Có vẻ hôm nay thịt nhiều nè anh em ạ. What? Một thằng lên bàn luôn. Trong đây sẽ có gì? Có thuốc này. Đây là gì? Cái này có thể chữa trị vết thương đấy anh em ạ. Có thì cứ nhặt, không nhặt là ngu. Đây có gì nữa? Jet ski là cái đó là ở đâu? Có vẻ đây là cũng là một cái bệnh viện đấy. Giống một cái bệnh viện đấy anh em. Có vẻ là cái này là bằng chứng của những việc con người đã làm mà để cho nước biển nó dâng lên anh em. Mà sao cái này lại có trong đây? Let's go anh em à. Trong đây sẽ có gì? Mong là có một thứ gì đó mà tôi có thể khám. Trong đây như cái club vậy. Được nha. Ngầu vai. Ba cái battery charger lận à. Bây giờ tôi phải đi tìm thêm một cái dây nữa. Mà cái dây tôi không biết ở đâu hết. Đây là ngày thứ 3 trên đảo rồi anh em. Tôi vẫn chưa thoát ra được cái đảo này. Mà tôi cần phải tìm cái mảnh gọi là cái mảnh thứ ba, cái dây điện thứ ba đúng rồi. Sau một đêm truy lùng thì tôi vẫn chưa thấy nó đâu hết. Nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ đâu quanh đây thôi. Nó không xa đâu anh em ạ. Sẽ đứng lên cao tôi nhìn thử. Thì tôi vẫn không thấy anh em ạ. Tôi sẽ cần phải tìm cái nơi cao hơn anh em ạ. Ví dụ như cái nơi này nè. Hên quá nha. Như cái lên tìm cái nơi cao cái có luôn à. Đây là một điều không hề giả chân nha anh em. Thật lòng đấy. Thôi. Đủ rồi thì mình qua mình làm thủ tục xuất cảnh luôn. Welcome battery charger. Chúng ta sẽ có cái zipline tour với lại cái zipline và một cái động cơ thổi bài. Có vẻ là tôi sẽ chế tạo zipline. Cả sẽ để ở trên cái thuyền bơm như thế này. Mỗi lần là không cần đi lên nữa, chỉ tuột xuống thôi anh em. Xong nói dây xuống chứ ở đây đúng không? Nó cái vèo chạy xuống đây. Nhưng mà những cái đường đi nó hơi vô lý. Nhưng mà thôi kệ anh em à. Vậy chung là vậy, chưa ăn uống gì đã đi tìm cái đó rồi anh em. Thấy tôi cực không? Thấy tôi cực thì cho tôi một like, một đăng ký nha. Đây tôi sẽ thử cho anh em cái đường dây. Một cái nó sẽ để trên đây. Cái đó là giống như một cái đài quan sát lớn. Và cái này là cái chỗ đó chỉ huy anh em à. Thấy, ba giây được. Nhiều giây được. Chú cha mẹ ơi. Nhầm giây. No. Tôi sẽ đứng trên đài.
chọn một cái dây nào đó. Nhảy ngon, sử dụng cái này. Cái này cũng khá là bèo nhiều anh em ạ. Đấy, cái đấy là cái zip line đơn giản của tôi là như vậy đấy anh em ạ. Tôi phát hiện một điều là tất cả con vật tôi nuôi đâu hết rồi, và một bầy ong nữa. Con ong tôi xây xong thì nó đi đâu luôn rồi, nó là tự trả về thiên nhiên rồi anh em ạ. Hay là thích chỗ đó quá nó quên rồi, và tôi phải cô đơn nữa rồi.